Dạ, Công an xã Cần Thơ kính chào quý cô chú anh chị các bạn. Rồi mình mời cô chú anh chị mình giao lưu cho Thọ ha. Mai giả Thủ Đức, hàng mini, liền cốt, giá hữu nghị luôn. Thì mình vô clip ha. Để mất thời gian thì Công an xã Cần Thơ kính chúc quý cô chú anh chị xem clip chọn gần ý ha. Cảm ơn quý cô chú anh chị clip vừa qua ủng hộ cho anh Thọ. Rồi mình vô clip luôn ha. Rồi cho anh Thọ ơi. Dạ, em kính chào tất cả các cô chú anh chị xem Công an xã Cần Thơ hôm nay ha. Thì hôm nay em sẽ tiếp tục lên clip dùm có 20 cây mai giảo Thủ Đức ghép cho gốc nhớt, gốc ghế đẹp đó cô chú anh chị. Và cuối clip thì em cũng có giới thiệu một số cây để cô chú anh chị mình có thể mua số lượng đó. Thì có thể tới vườn hoặc là gọi vào số Zalo của em là 09233 và 09622. Em sẽ chọn cây theo yêu cầu của cô chú anh chị mình đó. Thì có thể cô chú anh chị mình chọn cây về để trồng đất ha, trồng vườn ha. Con này trồng đất ok. Dạ. Rồi, xin vào mã số tiếp với clip trước là mã số 46. Cây gốc nhớ ghép vào mùa ha cô chú. Này cái đường thân rất là đẹp ha. Và cái củ, củ rất là đẹp. Củ cần cho. Củ rất khéo ha. Tàn nhọn do luôn hết cô chú nha bạn. Rồi cái hoành thân của cây là được 9,5 ha. Rồi cái hoành cũ của cây là được 17 ha. Tàn tròn đều hết cô chú nha bạn. Tàn thì tương đối chuẩn đẹp ha. Rồi chiều cao là được 53. Tán ngang cũng là 53 luôn ha. Rồi em xin giao lưu với cái cây mã số 46 này. Với giá là 550.000 ha. Bao ship luôn ha. Dạ, tất cả cây thì được bao ship và đồng kiểm ha cô chú anh chị. Cây tới thì cô chú anh chị mình cắt phần mót ra, xem đúng cây, đúng hàng, đúng kích thước. Cái cây của cô chú anh chị mình muốn mua thì cô chú vô lầu nhận hàng dùng bên nhà vườn em ha. Rồi, em xin vào mã số 47. Lâu này nó cỡ cỡ nha cô chú nha bạn. Này cái gốc rất là khéo. Cái đẹp á, nhưng thuốc luôn. Rồi. Lực nha. Đó. Thế em đo thông số luôn để quay giáp dòng coi. Rồi cái hoành thân ngay đây được 10 ha. Này cái củ của cây được 23. Rồi chiều cao của cây là được 50 ha. Tán ngang của cây là được 40. Đây, em quay một vòng xem ha. Cây tương đối đều tàn ha. Cây này thì ghép cũng được 4 mùa, 5 mùa ha cô chú. Bởi vì lý do là nuôi ở trên cái chậu á. Cái cây nở gốc thôi chứ cái thân thì nó cũng hạn chế lớn ha. Cái này cô chú anh chị mình bỏ xuống đất là rất là ngon. Rồi. Cái cây mã số 47 này em xin giao lưu với giá là 600.000 ha. Đó, 600k. Rồi, tất cả đều bao ship hết cô chú anh chị ha. Rồi, em xin vào cây mã số 48. 48. Này cái cây này rất là khéo nha. Con cao. Chiêu. Để khá nha, quái. Ê, quái, quái rất là khá ha. Liền hết trơn. Đẹp ha. Rồi, đây em đo cái hoành. Cái hoành ngay đây là được 10 ha. Này liền cốt 100% hả cô chú anh chị ha. Rồi, cái hoành thân là được 25. Ở hoành đế. Đế 25. Đế 25. Rồi chiều cao được 55. Thân ngang cũng là 55 luôn ha. Cái này ra một cây đẹp hơn, nhìn tàn tròn đều hết rồi. Rồi cái mã số mấy con tiêu rồi? 48. 47 hay 48? 48. 48. Rồi. Mã số 48 này cái gốc khá là đẹp. Cô chú em xin giao lưu với giá là 600.000 ha. Rồi 600k. Rồi, em xin chào mã số 49. Tặng đều hết chưa nè. Cây nào nó cũng có đế đều hết không cô chú? Này cũ đi. Do
Dạ. Về thọ nhân thú. Rồi em đo quỳnh thân ở đây được 10 ha. Rồi, củ. Rồi, củ cái đế của cây được 18 ha. Rồi, chiều cao của cây là được 50. Tấn ngang của cây cũng là 50 luôn ha. Rồi em xin giao lưu với cái 49 này là giá 500 ngàn ha. 500k. Rồi tất cả thì bao ship thôi chú chị ha. Rồi em xin chào cây mã số 50. Này cô chú anh chị mua chừng hàng chục cây về cô chú trồng hiệu quả lắm cô chú nhà trồng đất ha. Cái này trồng đất thì quá phát. Còn chai mini thì để chậu sẵn cũng ok. Này cái cây này có cái gốc thân hình quái ha. Này là thú ngoái đầu không? Dạ. Liền cốt chứ, kiến chứ. Liền cốt 100%. Rồi, hình thân ngay đây được 11 ha. Chiều cao là 55. Tấn ngang cũng là 55 luôn ha. Nói chung cái lô mai này nó đều như nhau. Đó hết cô chú. Cỡ 1 thôi. Rồi, cái cây mã số 50 này em cũng xin giao lưu với giá là 500 ngàn ha. Rồi, tất cả đều bao ship hết cô chú anh chị ha. Cây số 50. Rồi, vào cây mã số 51. Mã số 51 này là một cái hình thú ha. Đấy. Phải cần cảnh vô xem thật kỹ. Đây. Đó, hình này mấy này mình dột nó giống hình thú nè. Chỉ ghi cái này vô hồi sau ha cô chú. Ủa hết thòn. Cái thú đang nằm ha. Dạ. Rồi, cái quỳnh thân ngay đây được 10 ha, hơn 10 tính 10 thôi. Rồi, cái quỳnh cũ. Cũ ngay đây là được 21 ha. Chiều cao của cây là được 50. Rồi, tấn ngang cũng là 55 luôn ha. Rồi, em xin giao lưu với cây 51 này là giá 600 ngàn ha. 600k, cây 51. Dạ. Rồi, cây mã 52. Mỗi cây nó cũng có thế giống giống, dạ. Nhưng mà cũng đặc biệt là cái cỡ ha. Tròn tròn. Cái này cái củ nó đẹp nè. Củ khá là đẹp ha. Qua củ khoáng ngoái đầu. Rồi, ngay quỳnh thân ngay đây là được 9,5 ha. 9,5. Rồi, cái quỳnh mình cũ được 20. Chiều cao là 57. Chi xanh rất là đều. Tàn ngang là cũng là 55 luôn ha. Dạ, tàn âm tùm luôn ha. Rồi em xin giao lưu với mã số 52 này là giá 600 ngàn ha. Thì cái lô cây này nó đều đều với nhau rồi cô chú. Thì nó cũng dao động từ 500, 550 và 600 ha. Từ 500 đến 600 dao động. Rồi, xin chào cây 53. Cái này củ quá quái. Củ rất là lớn ha. Cái này là trồng hơi chiều mới cô chú anh chị. Về mình trồng đất á, mình cho nổi lên là cái củ nó rất là to ha. Rồi quanh thân được ngay đây là 9 ha. Củ này xác không đâu không được. Rồi. Rồi chiều cao là 61. Rồi tán ngang là 65. Rồi. Củ này to lắm mà nằm bẹp dưới đâu không được. Rồi em xin giao lưu với giá là 550 ha. Giá thằng thông luôn. 53. Tàn cũng tròn ha. Rồi tiếp tục dòng mã cây 54. Tất cả là giống đứt ha. Chứ gì bạn. Nó ghép cũng già. Cũng 5-6 cây mùa. 5 mùa lên. Rồi, hình thân ở đây được 8 ha. Cái củ đế này khá là to ha. Rồi, củ đế này được 30. Rồi, chiều cao được 50. Tán ngang là 45. Rồi, cái củ đế rất là đẹp ha. Củ quái quái. Rồi, cái 54 này em cũng xin giao lưu với giá là 550 ha. Rồi, 550.
bắp xếp luôn. Rồi, anh xin chào mã số 55. Xe phải số 55. Cây này cũ quái hình gắn. Này cũ, cũ quái hình gắn này ha. Gắn này nhỏ nhỏ xinh xinh. Rồi, anh sẽ đo thông số. Bạn cũng tròn tròn đều. Rồi quần thân ngay đây được chín ha, cái hình gắn rất là đẹp ha. Rồi ngay đây là được 22 ha. Chiều cao được 54, tấn ngang được 45 ha. Rồi cái hình con gắn này em muốn xin giao lưu với giá là 600.000 ha. Rồi 600k. Rồi dòng mã 56. Càng tròn đều hết ha. Cái này cái củ mini khá là to ha. Củ này đẹp ha. Nhìn lên xù cho me nhìn rất là đẹp. Rồi cái vành thân của cây là được 10 ha. Cái củ này khó đo. Rồi cái củ có được 16 rồi. Rồi chiều cao. Chiều cao là được 45. Tấn ngang là 40 ha. Rồi, mình xin giao lưu với giá cây 56 này là giá 500.000 ha. Rồi, tất cả đều ba ship các cô chú anh chị ha. Rồi, dạ. 57. 56. 57. 57, đây số lẻ. Rồi, em đo thông số. Số 57 thì cái gì vậy? Rồi quần thân ở đây được 10 ha. Rồi quần cũ, quần cũ ở đây được 20. Chiều cao, chiều cao của cây là được 55. Ngang của cây là 40 ha. Rồi với cái cây cũ này rất là đẹp ha. 57 này em muốn xin giao lưu với giá là 550 ha. Rồi, vào cây 58. Tiếp theo cây 58 rồi chứ mà. Càng tròn. Rồi, đều củ to. Cây này củ khá là to. Củ tròn đá luôn ha. Rồi, mình neo ngay đây là được 10.5 ha. Rồi, ngay đây là được 21 cái bình cũ. Rồi, chiều cao của cây là 44 ha. Tấn ngang cũng là 44 luôn. Rồi, 58. Rồi, em xin giao lưu với giá là cũng 550.000 thôi ha. Rồi, tất cả cây em đều được bao ship hết nha cô chú anh chị. Cây đến thì cô chú anh chị mình xem hàng, đúng cây, đúng kích thước. Thì cô chú mình vui lòng nhận hàng ha. Rồi, tiếp tục là số 59. Đây không hay cao cao. Củ cũng to. Dạ, củ to lắm. Củ cần do. Rồi, hoàn thân ngay đây được 10 ha. Rồi, cái cũ ở đây là 23. Chiều cao của cây, chiều cao cây là được 60 ha. Tấn ngang của cây là 37. Rồi, giá 59, cái cây mã số 59 này em xin giao lưu với giá là 600.000 ha. 600.000. 600.000 có được không? Bao ship hết. Rồi, tất cả cây đều bao ship. Ép già mùa cho nè, liền cốt đi game cho. Dạ đi. Rồi, cái bông sẽ đẹp. Do là già già mùa. Tục vào cây mã số 60. Đây sẽ gặp bông chùm. Một cái cũ luôn. Tầm tầm cũ rất là khéo hơn cậu chú anh chị ha. Do ha.
Rồi Hoàng Thơ ngay đây được 9,5 ha. Rồi cái hoành củ ngay đây được 20. Chiều cao cây được 50. Tấn ngang của cây là 40. Rồi, nói số 60. Rồi, 60 này em xin giao lưu với giá 550.000 ha. Rồi 550 cây 60. Chào Hữu Đức. Tàn tròn đều. Rồi, em xin giao mã cây 61. Nói chung cái lô này thì nó đều đều với nhau cô chú. Thì cái củ thì nó to to đều đều với nhau. Cho nên cái giá dao động từ 500 cho tới 550, 600. Cái vành eo ngay đây là được 9 ha. Rồi củ. Rồi cái củ ngay đây được 22. Chiều cao được 50. Tán ngang là 40. Rồi. Thế là mã số 61 này cũng xin giao lưu với giá là 550.000 ha. Đó, 550. Rồi, bắt cá được 3 xếp. 66. Rồi, 61. Rồi, đến với mã số 62. Củ rất là khéo ha cô chú anh chị ha. Những cái cây này là cô chú anh chị mình mua về chỉ bỏ 500-600 mua được cái cây có củ đẹp như vậy. Rồi, bình thân là 10. Chơi cũng rất là ngon ha. Cái cây này nuôi liền hết trơn. Tàn cũng đều đều hết trơn. Rồi, chiều cao của cây là 54. Tán ngang là 45. Cũng xin giao lưu với giá cây của mã số 62 này là 600 ha. Rồi, cái đường thân rất là khéo ha. Mình cũ cũng đẹp. Mỗi cây có một cái thế khác nhau. Rồi, em xin vào cái 63. Rồi, cây này cái cửa cũ khá là to ha. Mua cho bá luôn. Cũ này khá là to. Rồi, bình thân ở đây được 10 ha. Củ tới đây rồi. Khá là to này nè. Rồi, mình củ được 26. Chiều cao được 55. Rồi, tán ngang cũng là 45. Rồi, mình cũng xin giao lưu cây này là 600.000 ha. Rồi, vào cây mã 64. Đang tròn đều hết trơn. Rồi, cái củ này cũng khéo nè nghe cô chú anh chị. Rồi, hoành thân ngay đây là được 10 ha. Rồi, hoành củ ngay đây là 20. Củ như thú. Chiều cao là 50. Tán ngang là cũng là 50 luôn. Nhưng mà 64 này em cũng xin giao lưu với giá là 550 ha. Rồi, đến mã 65. 65 cũng là cái cây cuối clip hôm nay ha. Và sau cây này thì em sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị mình một số cây để cô chú mình có thể lựa chọn để mình trồng cái số lượng ha. Số lượng nhiều hoặc là chi kiển mini cũng được. Dạ. Thì rồi Quỳnh Thân nghe đây là 11, hơn 11, tính 11 thôi. Củ chân do. Rồi, cái củ này khá là to. Rồi Quỳnh củ ngay đây là 24 ha. Rồi. Chiều cao ngay đây là 42. Rồi tán ngang là được 50 ha. Rồi em xin giao lưu với cây này là giá 600.000 ha. Đang tròn đều ha. Rồi em cũng mời cô chú anh chị mình bước sang đây để giới thiệu một mớ cây này luôn ha. Bởi vì cái số cây thì nó cũng tầm cũng khá khá đó cô chú anh chị. Cho nên quay mã số một số vậy thôi. Chú chị mình thấy cái củ này rất là to ha. Nôm luôn. Đó.
Còn như cái cây em lấy vô em quay thì em cũng lấy ngang thôi chứ cũng không có lấy lựa chọn gì hết ha. Đó. Cây này thì nói chung thì nó cũng đều như nhau. Cái này quý anh chị mình trồng vườn, cái số lượng thì có thể đến vườn. Là vườn của nhà em là ở xã Tân Thiền, ấp Thiền Lương, xã Tân Thiền, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre ha. Nếu như mà cô chú anh chị mình mua qua điện thoại thì cái số điện thoại của em là 0923309622. Số này cũng là số Zalo của em đó cô chú anh chị. Cô chú anh chị mình có thể chọn cây, em gọi cho cô chú anh chị mình chọn cây ha. Đẹp này, thú nè. Cái lò lên thanh thú đẹp lắm, đuôi ngoái nè. Cây đẹp. Thân ghép rất là to, bự hơn tay cái em ha. Này chọc cái luôn cho tay cần. Cây đẹp luôn. Rồi em cũng cuối clip thì em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả cô chú anh chị em đã xem hết clip em hôm nay ha. Nếu cô chú anh chị mình thấy yêu thích cây nào đó thì hãy điện thoại vào số điện thoại em là 0923309622. Số này cũng là số Zalo của em ha cô chú anh chị. Nếu cô chú anh chị mình có muốn trồng cái số lượng nhiều đó thì hãy kết bạn Zalo với em, rồi em sẽ gọi cho cô chú anh chị mình chọn cây ha. Rồi em xin chân thành cảm ơn. Em xin kính chào. Rồi, chào anh Thọ luôn. Dạ. Cảm ơn quý cô chú anh chị luôn. Mình cô chú anh chị mua số lượng nhiều thì có giá ưu đãi ha. Này liên hệ đến chỗ anh Thọ để mình mua số lượng nhiều mình trồng cây thì mình muốn kinh doanh lại thì mình bán giá ngợi hơn cô chú anh chị bạn. Còn mua về cây gì mình trồng để nuôi hiện lâu dài thì có chừng 2 3 cây, 4 5 cây cũng ok. Tại cái này là thân chậu hết trơn. Mà cây liền cốt nữa thì cái bông nó ra một chùm đẹp nữa, đế đẹp hết. Khoảng cây có dáng thấy khác nhau ha, mà đều đế đẹp. Rồi xin chào luôn cô chú chị các bạn mình ơi.